Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lũ miền Trung làm 9 người chết, hiện các địa phương bị ảnh hưởng đang tích cực khắc phục hậu quả. Anh Benjamin, một người ngoại quốc nổi tiếng sau khi đăng những bức ảnh chụp bao cao su nổi trắng tại Hồ Linh Đàm, đã cùng với hơn 200 em nhỏ nhặt rác và làm sạch môi trường hồ ở Hà Nội. Câu chuyện về nghị lực của người khuyết tật biết vượt lên số phận, sống có ích với cộng đồng và xã hội. Trong phần tin quốc tế, hôm nay một trong 6 người sống sót sau vụ tai nạn máy bay tại Colombia đã lấy lại được ý thức và có thể nói chuyện với gia đình. Cơ quan vũ trụ châu Âu chi 450 triệu euro cho sứ mệnh nghiên cứu sao Hỏa. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, diễn biến mưa tại khu vực miền Trung vẫn rất phức tạp và liên tục có sự thay đổi về vùng mưa. Thiệt hại về người tiếp tục gia tăng, tính đến thời điểm này đã có 9 người chết do mưa lũ. Hôm nay, tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Với tổng lượng mưa 24 giờ qua, phổ biến ở 40-80mm. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi đạt mức từ 90-180mm. Sang ngày mai, mưa sẽ giảm, nhưng từ mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 12, từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận sẽ có mưa lớn trở lại. Lũ trên các sông liên tục có sự thay đổi, nơi thì xuống, nơi thì lại lên nhanh như sông Thu Bồn, Trà Khúc. Chính điều này khiến cho người dân ở các tỉnh Nam Trung Bộ chủ quan nên một số vụ tai nạn dẫn đến thương vong. Theo số liệu tổng hợp của nhóm phóng viên VTC14, đã có thêm 4 người thiệt mạng do lũ cuốn, nâng tổng số người bị chết đến thời điểm này lên con số 9, trong đó có khá nhiều trẻ em. Tại Quảng Ngãi, ngoài một công nhân thủy điện bị lũ cuốn trôi trước đó, còn có thêm 3 trường hợp tử vong tại huyện Ba Tơ và Đức Phổ. Ngoài ra, có thêm một bé trai 4 tuổi ở Quảng Nam đã bị đuối nước khi đi cùng mẹ qua một vùng nước ngập. Điều đáng nói, tất cả những trường hợp mới tử vong đều rất chủ quan khi cố tình di chuyển ở những khu vực lũ đổ về. Trong 24 giờ qua, thì Quảng Nam là địa phương hứng chịu đợt mưa lớn nhất với lượng lên đến gần 200mm. Nước lũ dâng cao khiến cho người dân sinh sống ở vùng ven sông suối không kịp trở tay. Và sáng sớm ngày hôm nay tại khu vực chợ Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nước lũ dâng cao đã gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi ngập rất sâu khiến cho tiểu thương phải di chuyển hàng hóa đến nơi khô ráo, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Nước sông Tam Kỳ dâng cao khiến cho nhiều nơi ở khu vực Cồn Thị bị chìm trong lũ. Tại khối phố 6, phường Phước Hòa, hầu hết khu cư dân đã bị ngập sâu, người dân phải dùng ghe để di chuyển đồ đạc chạy lũ. Đã 3 năm nay, tình cảnh lũ lớn mới lặp lại. Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người trong đợt mưa lũ này, hiện Bình Định đang tích cực triển khai các biện pháp để khắc phục hậu quả. Lực lượng quân đội cũng đã được huy động, có mặt ở những điểm xung yếu để hỗ trợ cho người dân. Hai trận lũ trong chưa đầy một tháng khiến việc canh tác của người dân gặp nhiều khó khăn. Hơn 30 sào lúa mới xuống giống của gia đình ông Trương Quang Thận ở xã An Tín, huyện Hoài Ân, vẫn chìm trong nước và nguy cơ mất trắng là rất lớn. Thì từ hồi giờ thì ở đây cái tình trạng đó nó rất ít. Nó lụt từ trước 23 tháng 10 đổ về trước thì nó hay có, chừng mấy năm về sau đây nó không có. Có năm nay là cái sự cố là nó làm dân cũng bất ngờ hết, chứ còn không ai tính được. Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định có hơn 2.300 ngôi nhà bị ngập, hơn 2.500 con gia súc bị trôi, 95 hecta hoa màu cùng với hơn 60 hecta lúa mới gieo xạ của bà con nông dân cũng bị hư hỏng. Vấn đề thứ ba bức xúc hiện nay là huyện tập trung chỉ đạo để mà lo khắc phục, để mà lo sản xuất đông xuân. Trước hết là kiểm tra lại toàn bộ hệ thống giống này, đập tạm đập bổi cơn mưa để mà lo đảm bảo thời vụ, không ảnh hưởng đến thời vụ. Vấn đề thứ tư
là huyện tiếp tục kiến nghị với tỉnh và trung ương là tạo điều kiện giúp đỡ cho huyện để mà có một số kinh phí để mà huyện khắc phục những cơ sở hạ tầng bị thiệt hại trong mưa lũ vừa qua. Hiện nay thì lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã về phối hợp, và lực lượng vũ trang của huyện gồm có là mỗi xã huy động một trung đội dân quân cơ động, huyện là huy động toàn bộ lực lượng của huyện để xuống giúp dân về khắc phục cái sa bầu thị phá và giúp dân là sửa chữa lại nhà cửa và ổn định nơi ăn ở và bảo đảm chuẩn bị cho cái sản xuất tiếp theo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mặc dù lũ trên các con sông ở Bình Định đang xuống, nhưng khu vực này hiện vẫn còn những đợt mưa lớn và có nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bắt đầu từ bây giờ cho tới là khi mà kết thúc toàn bộ cái đợt lụt này, thì lực lượng của Bộ Chỉ huy tỉnh vẫn triển khai ở hai điểm. Cái điểm phía Bắc thì vẫn trụ tại cơ quan quân sự của huyện Hội An, phụ trách cả Hoài Nhơn, Phú Mỹ, An Lão, Hội An. Còn cái bộ phận phía Nam là ở trong Bộ Chỉ huy tỉnh và lên tới Tây Sơn, phụ trách toàn bộ cái tuyến phía Nam để sẵn sàng ứng phó giúp cùng với các đơn vị của Bộ Quân khu giúp bà con để khắc phục cái hậu quả sau bão, sau lụt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã huy động gần 600 cán bộ, chiến sĩ, thường trực và dân quân sử dụng các xuồng xuống vùng ngập lũ để hỗ trợ cho bà con, bảo vệ tài sản và di chuyển qua những khu vực nguy hiểm. Trong vòng một tháng, miền Trung liên tục có mưa lớn, môi trường ẩm ướt, dịch bệnh sinh sôi và bùng phát mạnh. Nên để hạn chế dịch bệnh, ngay sau khi nước rút, thì ngành y tế các địa phương đã triển khai các hoạt động phun thuốc khử trùng và cấp phát bột chloramin B để xử lý nguồn nước. Do đặc thù địa lý, người dân Bình Định sử dụng nước sinh hoạt chủ yếu là từ các giếng đào. Hiện nay thì hơn 1.800 giếng của người dân bị ô nhiễm do nước ngập sâu. Để nhanh chóng xử lý, ngành y tế Bình Định đã triển khai các lực lượng đến từng nhà để thăm khám các bệnh về đau mắt đỏ và xử lý ô nhiễm giếng nước cho người dân. Yêu cầu các đơn vị triển khai công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ theo phương châm nước rút đến đâu thì làm vệ sinh đến đó. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng mưa lũ trong đợt này chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo người dân có nước sạch để sử dụng. Sau nhiều ngày mưa, phần lớn các hồ đập tại khu vực Nam Trung Bộ đều đã đầy dung tích thiết kế và phải xả tràn để đảm bảo an toàn cho công trình. Quy trình vận hành liên hồ chỉ áp dụng cho những hồ lớn, trong khi đó thì các hồ nhỏ chủ yếu phụ thuộc vào chủ công trình hồ đập, nên nếu như không làm tốt thì nguy cơ ngập úng của hạ du ngày càng tăng cao. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Hồ chứa nước Núi Ngang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xả lũ từ chiều ngày 1 tháng 12 với lưu lượng 120 mét khối trên giây. Đến thời điểm này, hồ đã xả hơn 15 triệu mét khối và mực nước cao trình trong hồ đã xuống dưới mức 60 mét. Để giảm thiểu thiệt hại cho hạ du, thì chủ hồ đã thông báo cho người dân vùng trũng ven sông suối chủ động phòng chống. Hạ du thì được phối hợp với các địa phương liên quan. Đến thời điểm này chúng tôi chưa nghe cái thông tin gì về thiệt hại, nhưng mà chắc chắn là nó cũng có ảnh hưởng. Trên cơ sở đó thì địa phương cũng đã sẽ tổng hợp báo cáo nhanh. Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi có tổng cộng 117 hồ chứa thủy lợi và 6 hồ thủy điện đang vận hành với tổng lượng nước lên đến hàng tỷ mét khối, tập trung chủ yếu ở các huyện phía Nam và phía Tây. Hiện đang có 3 hồ Núi Ngang, Liệt Sơn và Diên Trường tiến hành xả lũ với khối lượng hàng chục triệu mét khối nước gây ngập cho khoảng 200 hộ dân. Do thông tin kịp thời nên không có thiệt hại đáng kể nào xảy ra. Hiện nay các cái hồ chứa nước, kể cả hồ lớn, hồ nhỏ, kể cả hồ thủy điện, kể cả hồ thủy lợi là Ủy ban nhân dân tỉnh đang kiểm soát chặt chẽ để không để xảy ra sự cố như các cái địa phương khác khi xả lũ làm ảnh hưởng đến người dân cái vùng hạ lưu. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cái chủ hồ thủy điện, hồ thủy lợi lớn là cần phải theo dõi chặt chẽ và phải chủ động để thông báo với chính quyền địa phương sở tại cũng như báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi tiến hành xả lũ phải theo đúng quy trình vận hành của hồ mà Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới phê duyệt. Hiện mực nước trên các sông tại Quảng Ngãi vẫn ở mức cao, mưa vẫn còn tiếp diễn. Do vậy, địa phương này tiếp tục duy trì các lực lượng chốt chặn, bảo vệ khu vực sung yếu, cảnh báo các khu vực ngầm tràn để người dân đi lại an toàn. Mưa to kèm theo dông lốc ở vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng đã làm cho hơn 100 căn nhà bị sập và tốc mái, may mắn là không có thương vong. Lốc xoáy diễn ra vào chiều ngày hôm qua kèm theo đợt mưa lớn nên chỉ trong chốc lát đã khiến cho vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu trở nên tan hoang. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, có tới 106 căn nhà tốc mái, 20 căn sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến con số 180 triệu đồng.
Lực lượng dân quân, chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ các gia đình bị thiên tai khắc phục thiệt hại. Sau vụ ngộ độc nghi là do ăn bánh mì hôm 30 tháng 11, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết trong ngày 2 tháng 12, nơi này tiếp tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp bệnh nhân vào cấp cứu và điều trị ngộ độc. Các bệnh nhân đều ăn bánh mì của tiệm bánh Anh Thi. Theo lãnh đạo bệnh viện, ngoài gần 90 ca nhập viện cấp cứu trong các ngày 29 và 30 tháng 11, cơ sở y tế tiếp tục tiếp nhận gần 30 trường hợp đến để điều trị ngộ độc thực phẩm. Những bệnh nhân này cũng đã bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhưng trước đó không chịu nhập viện. Tính đến chiều ngày 2 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà đã tiếp nhận hơn 110 ca ngộ độc thực phẩm, nghi là ăn bánh mì mua từ tiệm bánh Anh Thi, có cơ sở tại chợ An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có tới hơn 15.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội tính từ đầu năm cho tới nay. Dù công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên, theo Sở Y tế Hà Nội, vẫn còn rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý thực phẩm ở nhiều quận và huyện. Từ đầu năm cho đến nay, thành phố đã kiểm tra trên 90.000 lượt, phát hiện hơn 15.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, phạt tiền 4.400 cơ sở với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Qua đường dây nóng đã tiếp nhận xử lý dứt điểm 38 thông tin mà đã phát hiện. Bên cạnh đó thì triển khai hiệu quả đề án thí điểm thanh tra an toàn thực phẩm cấp xã, phường, quận, huyện. Song công tác đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn phải đối diện với không ít khó khăn do nhịp độ phát triển kinh tế nhanh, quy mô sản xuất, kinh doanh cơ bản vẫn là nhỏ lẻ. Sở Y tế thừa nhận hiện nguồn nhân lực và đầu tư kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Một số địa bàn chưa thực sự quan tâm tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên việc kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm vẫn còn hạn chế. Một trong những định hướng của y tế Việt Nam đó là phát triển y học từ xa. Theo đó thì Bộ Y tế đã thành lập các bệnh viện vệ tinh và cấp kinh phí để các bệnh viện hạt nhân kết nối y học từ xa. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, các ca phẫu thuật đặc biệt tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện 108 sẽ được truyền trực tiếp tới 18 điểm cầu của các nước trong khu vực châu Á. Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2016, Hội nghị Y học từ xa châu Á lần thứ 10, các ca phẫu thuật sẽ được trình diễn đến các điểm cầu trên nhiều quốc gia để có sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước. Theo giáo sư Giang, việc thảo luận từ xa qua hình ảnh trực tuyến đã trở nên phổ biến trên thế giới. Hiện nay đã có 57 nước, trong đó có Việt Nam, với hơn 500 bệnh viện tham gia vào hệ thống này. Trong nước, hệ thống thảo luận từ xa có thể kết nối từ bệnh viện trung ương tới các bệnh viện tuyến tỉnh, vùng sâu vùng xa, hải đảo. Đã có nhiều trường hợp nhận được sự tư vấn từ tuyến trung ương qua hệ thống này và mang lại hiệu quả điều trị rất tốt. Các bác sĩ của Bệnh viện Vinmec Time City Hà Nội vừa kết hợp với chuyên gia hàng đầu về tạo hình hàm mặt đến từ Mỹ, tiến hành phẫu thuật tái tạo thành công khuôn mặt cho hai trường hợp bệnh rất đặc biệt. Trước đó thì cả hai bệnh nhân này đều có khối u khổng lồ trên mặt và từng điều trị ở rất nhiều bệnh viện nhưng không thành công. Để có được khuôn mặt lành lặn như ngày hôm nay, em Lê Trung Tuấn, sinh năm 1988 ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa, đã phải trải qua 4 cuộc đại phẫu. Ca phẫu thuật cuối cùng vừa kết thúc cách đây ít ngày. Các bác sĩ đã tái tạo hoàn thiện lại gương mặt cho Tuấn. Năm 11 tuổi, Tuấn xuất hiện khối u ở mặt. Theo thời gian, khối u dần dần phát triển to lên và lấn át toàn bộ khuôn mặt. Gia đình đã đưa Tuấn đi điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không thành công. Rất may, cho đến năm 2013, Tuấn được các bác sĩ của Bệnh viện Vinmec và chuyên gia tạo hình Mỹ, giáo sư Mackay McKinnon phẫu thuật tạo hình cho em. Cách đây khoảng 4 năm về trước thì thực sự là tôi không dám nghĩ đến việc mình sẽ có được khuôn mặt ngày hôm nay. Theo các bác sĩ, ca bệnh của Tuấn tương đối phức tạp. Khối u trên mặt là khối u ác tính. Nếu không tiến hành phẫu thuật cắt bỏ sớm thì nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân là rất lớn. Ca bệnh của Tuấn là ca bệnh đặc biệt. Khối u của Tuấn là khối u ác tính. Việc điều trị cho bệnh nhân sẽ kéo dài nhiều năm. Cho nên chúng ta cần phải tiến hành phẫu thuật từng bước qua nhiều đợt và tạo hình lại gương mặt cho bệnh nhân đẹp nhất có thể. Hiện tại, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các ca mổ đặc biệt kiểu như thế này tại nhiều cơ sở y tế lớn ở Việt Nam, trong đó có Vinmec. Ngoài trường hợp của Tuấn, một ca bệnh tạo hình hàm mặt cũng tương đối phức tạp, được bác sĩ McKinnon thực hiện thành công cho anh Nguyễn Viết Thuận, 29 tuổi ở Thái Bình. Anh Thuận có khối u lớn lành tính trên mặt, khối u xuất hiện và liên tục phát triển
Từ khi anh Thuận 6 tuổi đến nay, anh Thuận đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng không nơi nào nhận mổ. Sau 2 lần khám, bác sĩ McKinnon đã nhận lời mổ cho anh Thuận. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, vừa kết thúc, đã cắt một phần khối u, mở đường thở qua mũi và tạo hình khuôn mặt cho anh Thuận. Vì khối u của bệnh nhân quá lớn nên rủi ro lớn nhất là chảy máu. Thực tế là trong cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân này cũng chảy máu rất nhiều, nhưng chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng này rất tốt và truyền máu kịp thời cho bệnh nhân. Tình trạng huyết áp và các chỉ số sống khác của bệnh nhân cũng rất ổn định. Sau nhiều năm nghỉ học, giờ đây Tuấn đã có thể bắt đầu đi học trở lại và làm việc bình thường như nhiều chàng trai khác. Vượt qua bạo bệnh với không ít khó khăn, điều đó nhen nhóm trong tâm hồn Tuấn, tinh thần thiện nguyện và một ý chí nghị lực sống phi thường. Còn bác sĩ Mackay McKinnon, bàn tay vàng trong phẫu thuật tạo hình hàm mặt, sẽ tiếp tục tham gia nhiều ca phẫu thuật phức tạp khác với hy vọng đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân không may mắn. Với mục đích chia sẻ hỗ trợ bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, sáng ngày hôm nay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội Hoa Hướng Dương lần thứ 9 vì bệnh nhân ung thư. Tại ngày hội, nhiều hoạt động đã được tổ chức với mục đích nhằm gây quỹ hỗ trợ cho bệnh nhi ung thư, như là cộng đồng làm hoa hướng dương mang thông điệp yêu thương, chung tay vì bệnh nhi ung thư, bán hoa hướng dương, bán tranh do bệnh nhi ung thư vẽ, cùng với nhiều gian hàng bán đồ từ thiện. Đặc biệt là tại ngày hội ngày hôm nay, ban tổ chức đã trao học bổng cho 68 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc khỏi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường học với trị giá 340 triệu đồng. Tính đến nay, sau 9 kỳ tổ chức ngày hội Hoa Hướng Dương với chương trình Ước Mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập đã quyên góp được hơn 19 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay nhóm Linh Đàm Xanh với đại diện là anh Benjamin, một người ngoại quốc rất nổi tiếng sau khi đăng những bức ảnh chụp bao cao su nổi trắng tại Hồ Linh Đàm Hà Nội cách đây chưa lâu, đã cùng chung tay với hơn 200 em nhỏ nhặt rác và làm sạch môi trường tại khu đô thị Linh Đàm. Chúng con chung tay bảo vệ môi trường, hành động vì Linh Đàm Xanh hay là hãy cho tôi rác. Đây là những băng rôn khẩu hiệu mà hơn 200 học sinh mẫu giáo mang theo khi tập trung tại sân tổ hợp khu chung cư Linh Đàm để tuyên truyền bảo vệ môi trường sống. Các em nhỏ được Benjamin và các tình nguyện viên hướng dẫn phân loại rác, sau đó đến từng quán ăn để nhặt rác. Vì trên địa bàn thủ đô thì có rất nhiều hộ kinh doanh và ý thức của người dân chưa tốt nên rác đã bị vứt tràn lan trên vỉa hè ngõ phố. Sau ngày hội sáng ngày hôm nay, anh Benjamin và câu lạc bộ Linh Đàm Xanh sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến từng người dân. Người chồng mất cách đây 4 năm vì ung thư máu, để lại 3 đứa con tật nguyền, điên dại cho người vợ nuôi dưỡng. Đã bước sang tuổi 61, không biết chữ, sức khỏe kém, không thể làm việc nặng, nhưng đêm đêm, người đàn bà vẫn lang thang đi nhặt rác để kiếm thêm một chút tiền trang trải cho cuộc sống. Chịu đựng, nuốt nước mắt, tự tay xây chuồng nhốt 3 đứa con vì sợ chúng ra đường thì sẽ gây họa. Trong gia đình ấy, khuyết tật được hiểu theo nhiều nghĩa, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đây được gọi là nhà của những đứa con trai của bà Nguyễn Thị Thuân ở Đầu Phượng, Kiến An, Hải Phòng. Nơi ở mấy mét vuông luôn khóa chặt cửa, không giường, không đèn, không điện. Ba người con của bà ăn, ngủ, khóc, cười, chỉ qua cửa sổ vừa đủ để đưa lọt bát cơm. Anh Cường bị tâm thần nặng từ khi học xong lớp 12. Anh Dũng là người con trai thứ hai, cũng bị thần kinh từ bé. Người con trai thứ ba cũng vậy. Không để ý là bỏ đi khỏi nhà hay gây sự với mọi người, phát bệnh lúc nào không biết. Tôi mang trong nhớ đi Đồng Khê, tôi chữa 3 tháng rồi mà nó không khỏi. Nó cứ càng ngày nó càng bốc to, thì nhà này còn mấy người nữa, tôi bắt buộc vậy. Năm mang nó về tôi tốt xong rồi để đi làm cái gạo, làm thuê, làm mướn cái gạo nuôi chúng nó. Chồng bà đã mất do ung thư. Tiếng là bị thương sau khi bộ đội, nhưng không có chế độ gì vì bao nhiêu giấy tờ ông đốt hết lúc lên cơn động kinh. Trời oi bức, nhưng các con của bà vẫn sinh hoạt không giống ai như thế này. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bà đang dựng 3 cái phòng nho nhỏ để tiếp tục chăm nuôi các con.
và bây giờ sống thì các cháu nó nhờ mình trông nom, giặt giũ rồi cho nó ăn uống. Thì chứ mà bây giờ mà mang cháu vào Vĩnh Bảo thì tôi không thể mang được, bởi vì bác dai nó mất đã buồn rồi, còn mấy đứa con để đánh rơi nữa thì không dám mang đi. Thì chính quyền địa phương đã quyết liệt nên là đề nghị để các cấp các ngành ấy là xem xét cái trường hợp mà nhiễm chất độc của bác ấm là chồng bác Phân. Thì cách đây vài ngày thì đã gia đình đã đưa là ba người con đi giám định. Ngày ngày bà đi lại qua hai căn phòng này, tất cả mọi sinh hoạt của các con một tay bà lo liệu. Nỗi đau đã qua cái thời xót nghẹn, giờ chai sạn trên khuôn mặt người mẹ khốn khổ. Mang trong mình căn bệnh hiếm gặp có tên là Wilson, chàng thanh niên khỏe mạnh với đai đen nhị đẳng taekwondo đã hoàn toàn bị đánh gục trong đau đớn và tuyệt vọng khi toàn thân co rút và không thể lo cho bản thân trong một thời gian dài. Mặc dù là gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chàng trai có biệt danh thủ lĩnh Tân Lì vẫn lê xe khắp các phố của Nam Định xin tiền để giúp đỡ người nghèo. Và hạnh phúc đã mỉm cười khi mà anh may mắn tìm được một nửa cuộc đời mình. Những lời nhắn gửi ngọt ngào. Tình cha, lòng yêu thương gia đình vô bờ bến. Tất cả đều được gửi gắm qua chiếc điện thoại này. Đây cũng chính là vật dụng duy nhất giúp anh Tân kết nối với mọi người xung quanh. Toàn thân co rút, không nói năng, không đi lại được. 700 ngày đối mặt với tử thần. Từ năm 20 tuổi, anh Tân đã phải hứng chịu căn bệnh hiếm gặp Wilson. Nó sẽ đưa lại cái nguồn động viên và cái đồng tiền cần thiết cho những người khó khăn nhất. Nó cho là cái đấy là những cái khó khăn mà nó cũng đã phải gặp. 8 năm qua, chàng trai Tân Lì không ngừng nỗ lực vượt qua bệnh tật và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cùng với sự đóng góp của mọi người, anh đã tự tay trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ với tinh thần lá lành, đùm lá rách. Có cảm động, rất cảm động và có cái nghị lực của em nó như vậy thì mọi người gặp thì vẫn ủng hộ. Vô tư, cái chuyện đấy thì cũng nắng mưa là đi hết, từ những hộp cơm từ thiện cho những người ngồi ở cổng chùa hoặc là cửa chợ. Mọi cái là đều ấy. Bao nhiêu vất vả, khó khăn đã đi qua, chàng trai ngày nào giờ đây đã kiên cường hơn, khỏe mạnh hơn và đã có gia đình nhỏ riêng của mình. Cảm xúc ngày mới yêu như vẫn còn vẹn nguyên trong chị Giang, vợ anh Tân. Tạo điều kiện lấy cho cái tã hay là lấy cho cái đi mua cái này đi mua cái kia mình có thể tự đi được hết, nhưng mà thôi để cho bố đi. Còn cái việc mà đi làm từ thiện, đi làm công việc giúp đỡ người này người kia ấy, thì đấy là cái tư tưởng của anh, là anh không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, mà muốn thể hiện rằng là tôi bị như thế này nhưng mà tôi vẫn có thể giúp được người khác, tôi không phải gánh nặng của ai cả. Niềm vui được nhân đôi khi họ mới đón thêm thành viên mới. Đám cưới viên mãn và hạnh phúc khi được trở thành cha dường như đã trở thành cái kết có hậu cho chàng trai nghị lực có tấm lòng vàng. Và sẽ thật viên mãn biết bao khi sau này lớn lên, bé Gia Phúc, con trai anh, có thể thấu hiểu những suy tư, những lời nhắn gửi này. Tôi làm được và bạn cũng làm được. Nhớ để làm để sống và sống để yêu. Tin quốc tế, vào ngày hôm qua, người dân Cuba đã xếp hàng hai bên đường ở thành phố Bayamo để chào đoàn xe đưa tang vận chuyển cho cốt của lãnh tụ Fidel Castro đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11 theo giờ Cuba, đoàn xe tang mang tro cốt của vị anh hùng cách mạng Fidel Castro đã bắt đầu chuyến hành trình 800 km từ thủ đô Havana tới thành phố Santiago. Tro cốt của Fidel Castro sẽ được đặt tại nghĩa trang Santa Efigenia ở Santiago, cái nôi của cách mạng Cuba 60 năm về trước. Trong số những người có mặt ở đây có cả cầu thủ bóng đá Diego Maradona. Ông đến Havana vào ngày 2 tháng 12 để tỏ lòng tôn kính đến với cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, người mà ngôi sao thể thao người Argentina này mô tả như là người cha thứ hai của mình. Người đàn ông vĩ đại nhất đã ra đi. Sự thật là Fidel Castro đã rời bỏ chúng ta. Hành trình dự kiến kéo dài 4 ngày nhằm tái hiện lại cuộc kháng chiến giành độc lập có tên gọi là Hành trình tự do của đội quân khởi nghĩa do cựu tổng tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu năm 1959. Dự kiến vào ngày 4 tháng 12 cũng sẽ kết thúc 9 ngày quốc tang của Cuba dành cho tượng đài cách mạng lỗi lạc của dân tộc Fidel Castro. Thủ môn của đội Sapez Kosen, Jackson Fleurman, là một trong số 6 người sống sót sau vụ tai nạn máy bay đã giết chết 71 người, bao gồm hầu hết những đồng đội của anh, mới đây đã lấy lại được ý thức và có thể nói chuyện cùng với gia đình. Theo đó, thủ môn Jackson Fleurman đã phải cắt bỏ chân phải tại bệnh viện San Vicente Foundation ở Medellin, Colombia sau vụ tai nạn. Giám đốc y tế Fernay Rodrich cho biết các bác sĩ rất hài lòng với sự tiến bộ của Fleurman. Hiện tại 4 người bị thương trong vụ tai nạn máy bay đang được điều trị ở chỗ của chúng tôi. Bệnh nhân 24 tuổi Jackson Fleurman là bệnh nhân đầu tiên được tiếp nhận. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân với mức độ nghiêm trọng của chấn thương, anh Fleurman đã có những biểu hiện tốt dần lên. Hiện tại anh ấy đã có ý thức và nói chuyện được với gia đình. Được biết trong số 6 người sống sót, một nửa là các cầu thủ của đội bóng xấu số. Trong đó hậu vệ Helio Neto đang được chăm sóc với chấn thương nghiêm trọng liên quan đến hộp sọ, ngực và phổi, trong khi hậu vệ Alan Rooster đã phải phẫu thuật cột sống của mình. Mới đây, cơ quan vũ trụ châu Âu đã thông qua quyết định chi 450 triệu euro, tương đương với 479 triệu đô la Mỹ để tài trợ và phóng trạm liên hành tinh Nga châu Âu ExoMars lên sao Hỏa nhằm thám hiểm hành tinh đỏ này. Đây được xem là đóng góp đáng kể của các nhà khoa học châu Âu và Nga vào hoạt động nghiên cứu vũ trụ. ExoMars là dự án đầu tiên mà Nga và châu Âu hợp tác chặt chẽ và sâu sắc trong lĩnh vực vũ trụ. Mục đích chính của sự hợp tác này là tìm kiếm khí mê tan trong khí quyển trên sao Hỏa nhằm phát hiện thêm về nguồn gốc của loại khí này trên hành tinh đỏ. Theo giới khoa học, khí mê tan có thể sinh ra trên hai cơ sở quá trình khác nhau là địa chất và sinh vật học. Trước đó, có nhiều tài liệu cho rằng khí mê tan từng tồn tại trên sao Hỏa. Cũng có ý kiến cho rằng khí này biến mất khỏi bầu khí quyển sao Hỏa cách đây 100 năm. Thực ra dự án này có chi phí lên tới 11 tỷ euro và hiện tại chúng tôi mới chỉ có thể phê duyệt và chi khoảng 450 triệu euro cho giai đoạn đầu. Trạm ExoMars sẽ đưa lên vũ trụ module Chandrayaan Orbiter và có nhiệm vụ phân tích thành phần khí quyển trên sao Hỏa nhằm tìm kiếm dấu vết của khí metan và chuyển phát dữ liệu. Cũng trong ngày hôm qua, một giáo sư tại Đại học Nam California của Mỹ đã bị đâm đến chết ở ngay trong trung tâm của trường. Hiện cảnh sát đã bắt giữ được một nghi phạm. Theo đó, các nhà chức trách cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Khi được báo cáo về vụ việc, nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Các nhà chức trách đã xác định được nạn nhân là Bosco Tian, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Nam California. Sau đó, thì Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết một nghi phạm đã bị bắt. Nghi phạm này là sinh viên học ở đây. Hiện các nhà điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc. Được biết, an ninh tại các trường học của Mỹ đã được thắt chặt sau vụ thảm sát vào đầu năm 2012, sau khi hai sinh viên kỹ thuật người Trung Quốc bị bắn và cướp khi họ đang ngồi trong một chiếc xe hơi đỗ gần khuôn viên của trường. Mới đây, lực lượng cứu hỏa tại bang Tennessee đã tìm thấy thêm nhiều thi thể nữa khi kiểm tra tàn tích của các ngôi nhà bị thiêu cháy trong trận cháy rừng ở vùng núi Great Smoky Mountain, nâng tổng số người chết lên tới con số 12 người. Mới đây, trận cháy rừng được đặt tên là Gatlinburg Fire đã kéo dài suốt 3 ngày qua và thiêu hủy hàng trăm ngôi nhà và cơ sở thương mại. Hơn 14.000 cư dân và du khách tại Gatlinburg đã được di tản và thành phố đóng cửa suốt từ đầu tuần đến nay. Ít nhất 700 ngôi nhà và cơ sở đã bị thiêu hủy. Tôi không thể diễn tả cho bạn cảm giác khi chúng tôi đón nhận thảm kịch này như thế nào. Đây là một mất mát lớn. Theo các nhà điều tra nhận định, đám cháy rừng có khả năng là do con người gây ra. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.